Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình về được xem nào. Tiếp tục lại là 5 cây 6S32GB nhé. Tại vì hôm vừa rồi bán thì còn 3 cây. Nay là thêm được 3 cây nữa, ra thành 8 cây tiếp nhé. Đó, 2 trắng và 3 đen. Đó. Máy tình trạng từ 97 cho tới 99 nhé, từ 97 đến 99%, rất là đẹp. Đây, con này khay sim mình chưa gắn vào, test nghe gọi. Rất là đẹp. Thì máy thì tất cả là zin hết. Pin thì có con là 2 cây 100 và nhiều cây trên 90 và có nhiều cây là cũng dưới 90. Đó, thì giá nó từ 3,5 triệu đổ về thôi nhá. Thì tùy theo từng hình thức và cũng như là pin. Đấy, mọi người có thể được lựa chọn pin cao đó và có thể là máy xấu hơn. Nhưng đa số pin đẹp là máy pin cao là máy đẹp à. Đấy là mình nói thật, tại vì máy zin mà. Đó. Máy zin hết chức năng nhá. Full zin hết. Đó. Ví dụ như vân tay đầy đủ này. Máy đa số là bản LLA nhá. Máy Mỹ ấy. Đây, con này pin 100 này. Con này pin 100 luôn này. Đấy. LLA. Đây. Thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Đẹp. Đó. Và hiện tại thì hôm nay thì lại chưa có gì thay đổi. Chỉ có thêm 6S32GB là nhập về thêm thôi. Đó. Đây. 2 cây Z510, 1 cây trắng và 1 cây đen này. Đó, và A30 Z710. Cái này mình đã nói giá hết trong những video trước rồi. Đó. Và A510 này. Đó. Mình cũng đã nói giá hết rồi nhá. Mọi người mua thì cứ vui lòng coi lại cái video ngày trước hoặc là có thể gọi điện trực tiếp. Đó. Và tiếp theo thì mình lại tặng cho 5 người may mắn nhé. Thì các bạn đây bấm vào V này, TV3 này, điện thoại giá rẻ này, thấy chưa? Đấy, bấm vào đây nhá. Đó, xong nhớ bấm đăng ký. Bấm vào video mới nhất nhé các bạn nhé. Đó. Thì hiện tại đây bây giờ mình sẽ tìm ra 5 người may mắn nhé. Cái ngón tay mình sẽ để in tại chỗ, mình chỉ vuốt thôi. Dừng đến bạn nào là mình sẽ đạp vào đấy. Đây, ví dụ đây. Xem đã lâu rồi nhưng chưa biết con nào lấy con nào, máy nào cũng đẹp. Đấy, số điện thoại của Dương Quýt này. Dương Quýt là 0972 550019. 0972 550019 này. Đó, xong. Tiếp theo. Mấy người này không có số điện thoại rồi. Đây. Anh Hoàng này xem mãi không tiền mua. 0379 589 508. 0379 589 508. Rồi, hai bạn. Tiếp theo, Thúy An Lệ xem ngoài mặt tặng mình 10.000 nhé. Thúy An Lệ như chị là được tặng mấy lần rồi đấy. 0382 244443.
Rồi, ba người. Tiếp theo, Cường HH 0345 976 169 0345 976 169. Bốn người đúng không? Rồi tới Hùng đang 0357 565 087 0357 565 087. Rồi, vậy là xong 5 người nhé. Thì xem nào, để phải chắc phải tới hai đến ba hôm nữa là có về nhiều được những cái dòng máy như là máy Nhật Bản này, Samsung Galaxy Fold này, máy zin nguyên áp suất nữa các bạn nhé. Máy này là có chống nước luôn. Đây, kiểu dáng thì nó rất là đẹp đó. Màn hình 4,7 inch thì các bạn biết là 4,7 thì nó ngang ngửa với lại màn hình iPhone 6 đúng không? Đấy, ngang ngửa màn hình iPhone 6 mà thiết kế nó có chống nước luôn này. Đó. RAM 3GB. Bộ nhớ là 32GB nhá. Đấy, camera 16. Camera sau 16 chấm này, camera trước là 5 chấm. Pin 3000 so với cái màn hình nhỏ như vậy nó rất là tốt nhá. Mà được xài hệ điều hành Android 8.0. Máy Nhật nhưng mà tiếng Việt 100% luôn. Đấy, có cả 4G, vân tay, chống nước, chống bụi đầy đủ hết. Đấy là máy với giá tiền trên 2 triệu rất là ok nhá. Đây đây, máy có đủ màu sắc luôn, màu hồng, màu trắng, màu đen, màu xanh nhá. Thì màu trắng là nhiều nhất. Xong rồi tới màu hồng và màu đen, màu xanh chỉ được 2 cây thôi nhá. Về đợt này như là cũng 15 cây thôi. Trong ngày hôm nay mình có về được 3 cây như thế này. Thì 3 cây như thế này thì mọi người đợi nhá. Có khá em làm video liền. Đó. Rồi, xin chào mọi người ạ.